Nốt luôn. Đậu phộng nè, rồi mình giò riêu, rồi có mẹ mình có cho thêm miếng cái gì quên rồi mẹ. Giờ này là thấy bánh giống bánh quy rồi đó, đóng dấu vô. Còn nóng nè, bốc khói luôn rồi. Giờ mình đem ra nè. Bánh da lợn nè cả nhà ơi, bánh da lợn lá dứa nhân đậu xanh, dứa đẹp dữ sợ bánh da lợn cả nhà ơi. Giờ cả nhà mình có ai hóng clip làm bánh da lợn không, hôm nào mình sẽ làm cái clip cho cả nhà xem. Bạn nào mà muốn hóng cái clip làm bánh thì comment ở dưới giúp mình nha. Này má mình làm ngon lắm, nhà mình thì làm màu tự nhiên không, mà hôm nay mẹ mình làm màu lá dứa, không có lá cẩm, hôm trước thì có lá cẩm. Còn này là nhân chuẩn bị làm bánh quy, bánh quy nhân dừa nhân đậu xanh. Mười sáu đó, người ta cúng mùng 16 với mùng 2 rồi đó. Quy là quy tụ đúng không? Tên nó đẹp. Quy. Quy như dừa. Quy nhân dừa, nhân đậu xanh. Đậu xanh. Này mẹ mình làm bằng đường thốt Thốt nốt luôn. nốt luôn á. Sên dừa bằng đường thốt nốt luôn á. Sên dừa mình thốt nốt luôn. Đậu phộng nè, rồi mình giò riêu, rồi có mẹ mình có cho thêm miếng cái gì quên rồi mẹ, Cuối cơ học của ta vậy. ta vị rang lên rồi đâm nhuyễn bỏ vô, tán cho nhuyễn thiệt nhuyễn bỏ vô ăn cho nó thơm. Hồi hả ta vậy quên rồi. Hồi vậy cũng giống nhau đó thôi, rồi có viên cả bá lửa rồi ăn một cái cho mình đáng một cái đi. Ủa cái chai này nước gì quá? Ê, cái nước đó của mẹ để mẹ uống, cái nước cái bông mà chị em và các bạn muốn hóng clip thì hôm nào mình làm lại nha. Cái này mình làm nửa lần chừng mà mình quay cho các bạn xem thôi chứ chưa có đủ một cái clip bài bản. cũng dễ lắm, khó gì đâu. Bột thì mình làm giống như bột và bánh ít thôi mà, lấy trục Đúng ha. rồi. Xào nhân vậy thôi, rồi bắt chiên rồi bỏ lên hấp. Có được bao nhiêu cục luôn, đang đang bẻ bột. Đây bánh da lợn nè. Các bạn mình xem thấy bánh da lợn thấy ngon ha, hấp dẫn quá. Màu trắng rất là mát. Bột màu trắng làm đậu xanh. Bột màu trắng thì làm đậu xanh, còn bột lá dứa thì làm nhân dừa. Cục nhân tổ bố, Có cái này giống Việt Nam rồi đó, nhân quá trời bự, nhân tổ bố. ăn cái đáng cái à. À, cái dừa này mình mua dừa trái về mình nạo nó ngon lắm, nó không giống như dừa ở chợ đâu, dừa chợ bán người ta đông đá, Dẻo. ta để lâu rồi, còn cái này nó mới, mình cạo ra là mình nó làm liền nó mới. Sáng trời lạnh mà bà nội làm sức mồ hôi luôn Làm cho nó khỏe chứ không làm nó mệt lắm. nè. Đây là bánh da lợn nguyên ổ nè. Giờ đổ thêm lớp nữa mà. Ổ bánh da lợn nhà làm. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Đậu
đậu xanh. Cái bánh này cái nhớ quê mình lớp gì đó mình làm khoảng 1 cốc rưỡi. Sáng ra chợ ra tôi cắt miếng miếng ta bán. Rồi giờ đậy nắp lại nha mẹ. Nó bây giờ mình đậy nắp lại mình cho nó chín nè. Lát mình đổ thêm lớp nữa, chín xong là ra là có bánh da lợn nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn cả nhà ơi. Má mình đang gói bánh. Trời, bà nội bữa nay chứ làm cái viên bự chảng luôn. Cái làm bông luôn. Cái này là má mình đang gói cái bánh quy nha cả nhà. Bánh quy nhân đậu xanh, ớt lọc, nhân dừa. Nhân dừa lá dứa. Bánh quy nhà mình làm là có cái hương vị độc đáo là mình bỏ thêm quế gì, tai hồi. Tai dị á. Mình rang rồi cái mình đâm nhuyễn mình bỏ vô xíu cái mình ăn cái mùi nó thơm thơm, cái nó có cái mùi đặc trưng nó thơm. Wow, bánh quy. Bánh quy nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn. Cái này chưa ăn được đâu, mới còn đóng dấu nữa, để nguội nguội mới ăn được. Này nhân dừa đậu xanh. Này là bánh da lợn. Có kìa, có kìa. Mặt mèo à, mặt mèo à. Thôi thôi con ơi. Hai cái mặt này tới. Bánh này bánh gì đây? Nè con nói trúng bánh này đi, mẹ cho ăn chào bông tiếp. Bánh này bánh gì? Bánh da heo nha, có bánh da lợn nha. Cắm đi. Giờ này là thấy bánh giống bánh quy rồi đó. Đấm dấu vô. Còn nóng nè, bốc khói luôn cả. Giờ mình lên ga nè. Dạ. Tiếp tục. Em đang ơi. Em đang làm gì đó? Ừ? Giúp nội hả? Giúp nội hay phá đây? Giúp nội làm gì? Nãy đủ chưa? Xíu nữa con. Giúp nội gói bánh hả thường? Phải chừng đứt tay nha. Bánh này bánh gì đây? Hả? Cái thường nói cho cô chú nghe bánh này bánh gì? Mẹ không biết à? Bánh gì vậy con? Dạ, bánh rùa. Bánh rùa, chúng ta bánh quy nha. Bánh da lợn. Bánh da heo. Mấy bánh da lợn á, bánh rùa thích á. Đâu thường thử ăn miếng bánh da lợn cho cô chú xem coi nó ngon cỡ nào. Hả? Mẹ con không ăn. Con không ăn hả? Chưa đủ. Buông ra nào coi. Chia lợn để xuống bẻ cái dĩa đây, để xuống nội cho, để xuống đưa tỉa đây nội cho để đưa dĩa. Cảm ơn nội đi. Cảm ơn nội. Cảm ơn nội đàng hoàng ăn trái tim nè, cái đĩa nè. Bánh quy mới ra lò. Giờ mình để ra ngoài cho nguội bớt mình gói lại. Bánh da lợn mình đã gói lại rồi nè. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình mình nha. Nếu cả nhà thấy video của mình chia sẻ hay thì hãy comment ở dưới. Hôm nào mẹ mình sẽ làm clip chia sẻ cách làm bánh quy, bánh da lợn nha. Bye bye. Chúc cả nhà mình năm mới nhiều sức khỏe. Bye bye.